Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 5, chương 2, nương chỗ ngộ mà viên tu. Mục 1, nêu ra cái căn để chỉ chỗ mê. Đoạn 1, xin khai thị cách cởi nút. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tuy Như Lai đã dạy nghĩa quyết định thứ hai, song tôi xem trong thế gian, những người cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu thì chắc không thể cởi được. Bạch Thế Tôn, tôi và các hàng hữu học thành văn trong hội này cũng giống như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sinh, cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được thiện căn nghe nhiều Phật Pháp thế này, nhưng tiếng là xuất gia, mà cũng như người xuất rét cách nhật. Xin nguyện Đức Đại Từ thương xót kẻ chìm đắm, chính nơi thân tâm hiện nay, chỉ cho chúng tôi thế nào là nút, do đâu mà cởi, cũng khiến cho chúng sinh khổ não vị lai được khỏi luân hồi, không xa vào ba cõi. Nói lời ấy rồi, ông A Nan và kẻ đại chúng nằm vóc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn trong mong lời khai thị vô thượng của Đức Như Lai. Đoạn 2. Thập phương Như Lai phóng hào quang, đồng một lời nêu ra cái căn. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và hàng hữu học trong hội, lại cũng vì tất cả chúng sinh đời vị lai tạo cái nhân xuất thế, làm cái đạo nhãn tương lai, ngài dùng tay sáng ngời xoa đỉnh đầu ông A Nan. Liền khi ấy, trong tất cả thế giới, chư Phật mười phương, sáu thứ rung động, các Đức Như Lai số như vi trần. Trong các cõi ấy, mỗi ngày đều có hào quang báu từ nơi đỉnh đầu phát ra. Hào quang ấy đồng một thời từ các cõi kia đến rừng Kỳ Đà, soi nơi đỉnh đầu của Đức Như Lai, tất cả đại chúng đều được cái chưa từng có. Khi bấy giờ, ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các Đức Như Lai mười phương, số như vi trần, tùy khác miệng nhưng đồng một lời, bảo ông A Nan rằng: Hay thay cho A Nan, ông muốn biết cái cầu sinh vô minh là cái đầu nút khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thường Bồ Đề, khiến ông chóng chứng đạo quả an vui, giải thoát, vẳng lặng, diệu thường, thì cũng chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Đoạn 3. Chỉ rõ căn trần để lừa bỏ cái vọng thức. Ông A Nan tuy được nghe pháp âm như vậy, tâm còn chưa rõ, cúi đầu bạch Phật: Làm sao khiến cho tôi bị luân hồi, sống chết hay được an vui, diệu thường cũng đều là sáu căn, chứ không phải vật gì khác. Phật bảo ông A Nan: Căn và trần đồng một nguồn, cột và cởi không phải hai, cái thức phân biệt là luống dối như hoa đốm giữa hư không. A Nan, nhân cái trần mà phát ra cái biết của căn, nhân cái căn mà có ra cái tướng của trần. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như những hình cây lau gác vào nhau. Đoạn 4. Lừa bỏ cái vọng để bày tỏ chỗ thanh tịnh chân thật. Vậy nên nay ông chính nơi tri kiến lập ra tướng tri kiến, thì tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn, làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác. Đoạn 5. Nói bài kệ chỉ rõ chân và vọng không có tính, hễ theo tính biên thông thì xoay về bản giác. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: Nơi chân tính hữu vi là không, vì duyên sinh nên giống như huyễn, vô vi thì không sinh, không diệt, chẳng thật như hoa đốm hư không. Nói cái vọng để tỏ cái chân, vọng chân ấy cả hai đều vọng, còn không phải chân và phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến, thức ở giữa không có thật tính. Vậy nên như hình lâu gác nhau, cột và cởi đồng một sở nhân, thánh và phàm không có hai đường,
Hãy xét tính hình lâu ghét nhau, đâu phải là không hay là có. Mê mờ nghĩ đó là vô minh, phát minh nghĩ đó là giải thoát. Cởi nút tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi một cũng không còn. Nơi các càng chọn tính viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. Thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như nước dốc. E lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến. Tự tâm trở chấp lấy tự tâm, không phải huyễn thành ra pháp huyễn. Không chấp trước không gì phi huyễn. Cả cái phi huyễn còn không sinh, pháp huyễn làm sao thành lập được. Ấy gọi như huyễn tam ma đề, bảo giác chắc như kim cương vương. Không nhiễm tịnh như diệu liên hoa, gãy ngón tay vượt hàng vô học. Pháp ấy không gì so sánh được, là một đường thẳng vào niết bàn của các đức thế tôn mười phương. Một hai, cột khăn để chỉ đầu nút. Đoạn một, thuộc chỗ tỏ ngộ. Lúc ấy, ông A Nan và cả đại chúng nghe lời từ bi dạy bảo của Phật, kệ tụng tinh túy, diệu lý trong suốt, tâm được khai ngộ, đồng tán thán là pháp chưa từng có. Đoạn 2. Cầu khai thị thứ lớp cởi nút. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật. Nay tôi nghe Phật mở lòng vô giá đại từ, dạy cho những câu pháp chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ thứ lớp cởi nút, đi đến cởi cả sáu thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng đại bi thương xót trong hội này và những kẻ tương lai, bổ thí cho pháp âm, rửa sạch những cấu nhiễm trầm trọng của chúng tôi. Liền khi ấy Đức Như Lai, nơi sư tử tọa, sửa áo niết bàn tăng, vén áo tăng già lê, dựa ghế thất bảo, đưa tay nơi ghế, lấy cái khăn hoa của cõi trời Kiết Ba La để cúng cho ngài, rồi ở trước đại chúng cột thành một nút, đưa cho ông A Nan xem và bảo rằng: cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: cái này gọi là nút. Lúc ấy Đức Như Lai lại cột khăn hoa thành một nút nữa và hỏi ông A Nan: cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng lại bạch Phật rằng: cái ấy cũng gọi là nút. Phật tuần tự cột khăn hoa như vậy, tổng cộng thành 6 nút. Mỗi khi cột xong một nút, đều lấy cái nút vừa cột xong trong tay, đưa hỏi ông A Nan: cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp lại Phật: cái ấy gọi là nút. Phật bảo ông A Nan: khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là nút cái khăn hoa này, trước kia chỉ có một cái, cỡ sao lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là nút. Ông A Nan bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cái khăn hoa theo dịch quý báu này vốn chỉ một thể, song theo ý tôi suy nghĩ, Như Lai cột một lần thì được gọi là một nút, nếu cột 100 lần thì rốt cuộc phải gọi là trăm nút, huống chi khăn này chỉ có 6 nút, không lên đến 7, cũng không đứng ở số 5. Sao Đức Như Lai chỉ cho cái đầu là nút, còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là nút? Phật bảo ông A Nan: cái khăn hoa báu này, ông biết nó vốn chỉ có một cái, đến khi tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 nút. Ông hãy xem xét bản thể cái khăn này là đồng, nhưng vì cái nút mà hóa ra khác. Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột nút ban đầu thì gọi là nút thứ nhất, như thế cho đến cột lần thứ sáu thì gọi là nút thứ sáu. Nay tôi mới gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất, có được không? Bạch Thế Tôn: không, nếu còn sáu nút thì cái gọi là thứ sáu rốt cuộc không phải là cái thứ nhất. Dầu cho tôi cố gắng biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu nút đổi tên được. Phật dạy: đúng thế, sáu nút không đồng nhau, tùy xét về bản thân vẫn do một cái khăn tạo ra, nhưng rốt cuộc không thể làm cho sáu nút xáo lộn lẫn nhau. Sáu căn của ông thì cũng như vậy, trong thể rốt ráo đồng nhau,
sinh ra rốt ráo khác nhau. Mục 3, chỉ cởi nút trước sau. Đoạn 1, gạn hỏi để chỉ rõ đầu nút. Phật bảo ông A Nan: chắc hẳn ông không muốn thành ra 6 nút và trong mong chỉ thành một thể, thì ông phải làm thế nào? Ông A Nan bạch: nếu còn những nút đó thì thị phi sôi nổi, trong đó tự sinh ra nút này không phải nút kia, nút kia không phải nút này. Nếu ngày nay Đức Như Lai cởi bỏ tất cả, không sinh nút nữa thì không có bỉ thử, còn không gọi là một, làm sao mà thành sáu được? Phật dạy, cái nghĩa cởi cả sáu, một cũng không còn, thì cũng như thế. Do từ vô thủy, tâm ông điên đảo, tri kiến vọng phát ra, vọng phát mãi không thôi, làm cho tri kiến sinh bệnh, phát ra trần tướng, như trong con mắt mỏi mệt, thì có hoa đốm lan xăng. Tất cả những tướng thế gian, núi sông, đất liền, sống chết, niết bàn, không nhân gì rối rít khởi lên, trong tỉnh sáng suốt yên lặng, đều là những tướng hoa đốm điên đảo do bệnh mê lầm phát ra. Đoạn 2, hỏi cách cởi nút. Ông A Nan bạch: cái bệnh mê lầm giống như cái nút kia, làm sao cởi bỏ cho được? Đức Như Lai lấy tay cầm cái khăn có nút, kéo riêng mỗi bên trái, rồi hỏi ông A Nan rằng: thế này có cởi được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Phật liền lấy tay kéo riêng mỗi bên phải, rồi hỏi ông A Nan: thế này có cởi được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Phật bảo ông A Nan: nay tôi lấy tay kéo mỗi bên phải, bên trái mà rốt cuộc không cởi được, vậy ông dùng phương tiện thế nào mà cởi cho được? Đoạn 3, xét nhận trừ bỏ trung tâm cái nút thì tiêu được vọng, trở về chân. Ông A Nan bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, nên mở nơi trung tâm cái nút thì tan rã ngay. Phật bảo ông A Nan: đúng thế, đúng thế, muốn trừ cái nút thì phải cởi nơi trung tâm. A Nan: tôi nói Phật pháp do nhân duyên sinh, không phải lấy những tướng hòa hợp thô phù của thế gian. Như Lai phát minh các pháp thế gian và xuất thế gian đều biết rõ bản nhân của nó theo những duyên gì mà phát ra, cho đến một giọt mưa ở ngoài hàng xa thế giới cũng biết số một, hiện tiền các thứ cây tùng thẳng, cây gai cong, chim học trắng, chim quạ đen, đều rõ nguyên nhân. Vậy nên A Nan, tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn, nếu trừ được cái nút nơi căn ấy rồi, thì trần tướng tự tiêu diệt, các vọng đã tiêu mất, thì chả phải chân là gì. Đoạn 4, chỉ về cột lại có thứ lớp, thì cởi ra cũng phải có trước sau. A Nan, nay tôi lại hỏi ông, cái khăn hoa này hiện có 6 nút, nếu đồng một thời cởi ra, thì có thể đồng một thời trừ hết được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Những cái nút này, khi cột lại, vốn có thứ lớp, thì ngày nay cũng theo thứ lớp mà cởi. 6 cái nút tuy đồng một thể, nhưng cột lại không đồng một thời, thì khi cởi nút, làm sao đồng một thời mà trừ hết được? Phật dạy, việc cởi trừ cái nút nơi sáu căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi bắt đầu cởi ra thì trước hết được nhân không, đến khi tính không viên mãn sáng suốt thì giải thoát pháp chấp. Pháp chấp được giải thoát rồi, cả cái nhân không và pháp không cũng không còn, thế thì gọi là Bồ Tát do Tam Ma Đề mà chứng được vô sinh nhẫn. Mục 4, gạn hỏi đại chúng về viên thông. Đoạn 1, trình bày chỗ ngộ, xin chỉ dạy căn tính viên thông. Ông A Nan và cả đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ nhãn được viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc, đồng thời chắp tay đỉnh lễ nơi hai chân mà bạch Phật rằng: ngày nay chúng tôi thân tâm sáng suốt, chóng được vô ngại, song tuy ngộ được cái nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ căn tính bản lai viên thông. Thưa Thế Tôn,
Chúng tôi siêu dạt bơ vơ nhiều kiếp, ngờ đâu lại được dự vào dòng giống của Phật, như đứa con mất sữa, bỗng nhiên gặp được từ mẫu. Nếu nhân cơ hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi diệu đã được nghe, thì cùng với những người chưa nghe, không có sai khác. Xin Phật rủ lòng đại bi, ban cho chúng tôi những pháp bí mật trang nghiêm, thành tựu lời chỉ dạy cuối cùng của Như Lai. Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, lui về an trụ nơi cơ cảm sâu nhiệm, trong mong Phật tâm truyền cho. Đoạn 2. Gạn hỏi trong đại chúng. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo khắp các vị Đại Bồ Tát và các vị lậu tận Đại A-La-Hán trong chúng rằng: các ông là những vị Bồ Tát và A-La-Hán sinh trưởng trong Phật Pháp để chứng quả vô học. Này tôi hỏi các ông, trong lúc ban đầu mới phát tâm trong thập bát giới, ngộ được viên thông ở giới nào và do phương tiện gì được tam ma đề? Đoạn 3. Viên thông về thanh trần. Bọn ông Kiều Trần Na, năm vị tỷ khưu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: ở Lộc Uyển và Kê Viên, chúng tôi được xem thấy Đức Như Lai khi mới thành đạo. Chúng tôi do tiếng nói của Phật tỏ ngộ được tứ đế. Phật hỏi trong hàng tỷ khưu, thì trước tiên tôi thưa đã hiểu. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là A Nhã Đa. Đi sâu vào bản tính nhiệm màu thì âm thanh thật là viên dung. Tôi do âm thanh mà được quả A-La-Hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do âm thanh là hơn cả. Đoạn 4. Viên thông về sắc trần. Ông U-Ban-Ni-Sa-Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi cũng được thấy Phật trong lúc mới thành đạo. Tôi quán tưởng bất tịnh, sinh lòng nhàm chán, rời bỏ tột bậc, ngộ cái tính của các sắc. Từ tưởng bất tịnh đến tưởng xương trắng, tưởng vi trần, rồi tan về hư không. Cả hai cái không và cái sắc đều không, thành đạo vô học. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Ni Sa Đà. Sắc của trần cảnh đã hết, sắc của tính diệu được mật viên. Tôi do sắc tướng mà chứng quả A-La-Hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do sắc trần là hơn cả. Đoạn 5. Viên thông về hương trần. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi nghe Đức Như Lai dạy tôi quan sát chính chắn các tướng hữu vi. Khi ấy tôi từ giả Phật, đầu hôm về tỉnh tọa trong nhà thanh trai, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy, hơi hương vãng lặng bay vào trong mũi tôi. Tôi quán cái hơi ấy không phải là cây, không phải là không, không phải là khói, không phải là lửa, đi ra không dính vào đâu, đến nơi cũng không do đâu. Do đó ý niệm phân biệt tiêu diệt, phát minh tính vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái hiệu là hương nghiêm. Tướng hương tiền trần bỗng diệt, thì diệu tính của hương là mật viên. Tôi do hương nghiêm mà chứng quả A-La-Hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do hương trần là hơn cả. Đoạn 6. Viên thông về vi trần. Hai vị Pháp Vương tử Dược Vương, Dược Thượng cùng với 500 Phạm Thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ kiếp vô thủy, chúng tôi làm lương y thế gian, trong miệng thường nếm những cỏ cây, kim thạch trong thế giới Sa Bà này, số 1 lên đến 108.000, biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, vân vân, cùng với các vị biến đổi, do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra, thứ nào là lạnh, thứ nào là nóng, thứ nào có độc, thứ nào không độc, tôi đều biết cả. Được thừa sự cái Đức Như Lai, rõ biết bản tính của vị trần, không phải không, không phải có, không phải tức là thân tâm, không phải thoát ly thân tâm,
Do phân biệt đúng bản tính, vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng tôi cái danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Này, ở trong hội này làm vị Pháp Vương Tử, chúng tôi nhân vi trần mà giác ngộ, lên bậc Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của chúng tôi thì do vị trần là hơn cả. Đoạn 7. Viên thông về xúc trần. Ông Bạc Đà Bà La với 16 vị khai sĩ đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Bọn tôi trước khi nơi Đức Phật Uy Âm Vương nghe pháp xuất gia, trong lúc chư tăng tắm, tôi theo thử lớp vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ được chân tính của nước, đã không rửa bụi, cũng không rửa mình, chẳng giữ yên lặng, được chỗ không có gì, tốt tập không quên, nên đến ngày nay theo Phật xuất gia, được thành quả vô học. Đức Phật kia gọi tôi tên là Bạc Đà Bà La. Do phát minh diệu tính của xúc trần, thành được bậc Phật tử trụ. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do xúc trần là hơn cả. Đoạn 8. Viên thông về pháp trần. Ông Mahakajip và bà Tử Kim Quang Tỷ Khưu Ni vân vân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Kiếp xưa trong cõi này có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng, diệt độ rồi. Chúng tôi thắp đèn sáng, mãi cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thắm thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nào, thân thể thường viên mãn, sáng ngời như vàng thắm. Bọn Tử Kim Quang Tỷ Khưu Ni này, tức là quyến thuộc của tôi lúc đó, cũng đồng một thời phát tâm như tôi. Tôi quản trong thế gian, sáu trần đều dời đổi tan nát, chỉ dùng pháp không tịch, tu định diệt tận, thì thân tâm mới có thể trải qua trăm nghìn kiếp như một thời gian gãy ngón tay. Tôi do quán được các pháp đà rỗng không mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn bảo tôi tu hạnh đầu đà bậc nhất, diệu tính của các pháp được khai ngộ thì tiêu diệt các lậu. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do pháp trần là hơn cả. Đoạn 9. Viên thông về nhãn căn. Ông Ana Lục Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc tôi mới xuất gia, thường thích nằm ngủ, nên Đức Như Lai quở tôi là loài súc sinh. Nghe lời Phật quở, tôi khóc lóc tự trách, suốt 7 ngày không ngủ, hư cả hai con mắt. Đức Thế Tôn dạy tôi tu pháp lạc kiến chiếu minh kim cương tam muội. Tôi không dò con mắt, xem thấy mười phương rộng suốt tinh tường, như xem cái quả trong bàn tay. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi thành quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì xoay cái thái trở về bản tính, đó là thứ nhất. Đoạn 10. Viên thông về tỷ căn. Ông Chu Lị Bàn Đạt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi thiếu tụng trì, không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, nghe pháp về xuất gia, tôi cũng nhớ một câu kệ của Như Lai, xong trong 100 ngày, hễ nhớ trước thì quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi phép an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Tôi quán hơi thở, cùng tổ các tướng sinh trụ, dị, diệt, nhỏ, nhiệm. Đến từng sát na, tâm tôi rỗng suốt, được đại vô ngại, cho đến hết các lầu, thành quả A-la-hán. Trước pháp tòa của Phật, được ấn chứng thành quả vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì xoay hơi thở và tính rộng không, đó là thứ nhất. Đoạn 11. Viên thông về thiệt căn. Ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi mắc khẩu nghiệp, khinh rẻ, chế giễu vị sa môn trong kiếp quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như trâu. Đức Như Lai chỉ dạy cho tôi pháp môn
nhất vị thanh tịnh tâm địa. Tôi nhờ vậy mà diệt được phân biệt vào tam ma đề. Tôi quán tỉnh biết vị không phải thân thể, không phải ngoại vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa rời ba cõi như chim sổ lồng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được thanh tịnh, thành quả A-la-hán. Đức Như Lai ẩn chứng cho tôi lên bậc vô học. Phật hỏi về viên hồng như chỗ chứng của tôi, trẻ các vị về phân biệt, xoay cái biết về tự tính, đó là thứ nhất. Đoạn 12. Viên thông về thân căn. Ông Tất Lăng, già bà ta, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi lúc mới phát tâm theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui được trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, tâm tôi đang suy nghĩ pháp môn Phật dạy, giữa đường không ngờ bị gai độc đâm vào chân, cảm mình đau đớn. Tâm niệm tôi có biết cái đau đớn ấy, tuy biết đau đớn nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Tôi lại suy nghĩ, một thân thể này lẽ đâu có hai tỉnh biết. Nhiếp niệm chưa bao lâu thì thân tâm bỗng nhiên rỗng không. Trong ba lần bảy ngày, các lậu đều tiêu hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn chứng lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì thuần một giác tính, rời bỏ thân thể, đó là thứ nhất. Đoạn 13. Viên thông về ý căn. Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, tâm tôi được vô ngại, tự nhớ thụ sinh nhiều đời, như số cát sông Hằng, lúc còn trong thai mẹ, cũng liền biết tính không tịch, như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tính không. Nhờ Đức Như Lai phát minh tỉnh giác là chân không, nên tỉnh không được viên mãn sáng suốt, chứng quả A-la-hán, liền vào bảo minh không hải của Như Lai, tri kiến đồng như Phật, được ấn chứng thành quả vô học, tỉnh giải thoát rỗng không, tôi là hơn cả. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, các tướng đều xoay vào phi tướng, năng phi và sở phi đều hết, xoay các pháp trở về chỗ không có gì, đó là thứ nhất. Đoạn 14. Viên thông về nhãn thức. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, chỗ nhận thấy của tôi được thanh tịnh, tuy tôi thụ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng như vậy, mà đối với các pháp biến hóa thế gian và xuất thế gian, hệ thấy được đều thông suốt, không có ngần ngại. Tôi ở giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba theo dõi, nói pháp nhân duyên thì ngộ được tâm không có bờ bến. Tôi theo Phật xuất gia, chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn, được pháp đại vô ý, thành quả A-la-hán, làm chủng tử của Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, do pháp Phật mà hóa sinh. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là thứ nhất. Đoạn 15. Viên thông về nhĩ thức. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi đã từng làm pháp vương tử cho các đức Như Lai như số cát sông Hằng. Thập phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hành Phổ Hiền, hạnh đó do tôi mà đặt tên như vậy. Thưa Đức Thế Tôn, tôi dùng tính nghe của tam thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sinh. Nếu ở phương khác, cách ngoài hàng xa thế giới, có một chúng sinh trong tâm phát được hành nguyện Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy, tôi cưỡi voi 6 ngà, phân thân thành 100.000, đến chỗ người ấy, dầu cho người ấy nghiệp chướng còn sâu, chưa thấy được tôi cũng thầm kính xoa đỉnh đầu người ấy, ủng hộ an ủi,
khiến cho được thành tựu. Phật hỏi về viên thông, tôi nói chỗ bản nhân của tôi là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt được tự tại, đó là thứ nhất. Đoạn 16. Viên thông về tỷ thức. Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, lúc tôi mới xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng trong lúc tu tam mê đề, tâm thường tán loạn, chưa được quả vô lậu. Đức Thế Tôn dạy tôi và ông Kausila quán đầu lỗ mũi trắng. Lúc tôi bắt đầu tu quán ấy, trải qua 3 lần 7 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm bên trong sáng soi thông suốt thế giới, khắp nơi thành trống không thành tịnh như ngọc lưu ly, tướng khói lần lần tiêu mất, hơi thở hóa thành trắng. Đến khi tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, thì những hơi thở ra vào hóa thành hào quang, soi khắp thập phương thế giới, được quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thụ ký cho tôi sẽ được quả Bồ Đề. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày, phát ra sáng suốt viên mãn, diệt hết các lậu, đó là thứ nhất. Đoạn 17. Viên thông về thiệt thức. Ông Phủ Lầu Nà, Di Đa La Ni Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, tôi từ nhiều kiếp đến nay, tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ, không, thấu suốt tướng chân thật, như thể cho đến các pháp môn bí mật, hàng xa Như Lai, tôi phương tiện chỉ bài trong chúng, được sức vô ủy. Đức Thế Tôn biết tôi có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân âm thanh, dạy tôi tuyên dương chính pháp. Tôi ở trước Phật, giúp Phật chuyển pháp luân, nhưng nói chính pháp thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Đoạn 18. Viên thông về thân thức. Ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, chính tôi được theo Phật vượt thành xuất gia, xem thấy Đức Như Lai 6 năm siêng tu khổ hạnh, thấy Đức Như Lai hàng phục bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục thế gian. Tôi được nhờ Phật dạy giữ giới cho đến 3.000 uy nghi, 8 vạn hạnh vi tế, các tính nghiệp và giá nghiệp thảy đều thanh tịnh, do đó thân tâm được tịch diệt, thành quả A-la-hán. Này là vị cương kỷ trong chúng của Như Lai, Phật ấn chứng cho tôi giữ giới tu thân hơn cả trong chúng. Phật hỏi viên thông, tôi do chấp trì cái thân mà thân được tự tại, lần đến chấp trì cái tâm mà tâm được thông suốt, về sau cả thân và tâm tất cả đều viên thông tự tại, đó là thứ nhất. Đoạn 19. Viên thông về ý thức. Ông Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, lúc trước tôi khất thực giữa đường, gặp 3 anh em họ Ca Diếp Ba là ông U Lâu Tần Loa, ông Già Gia và ông Na Đề, giảng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai. Tôi liền phát tâm được rất thông suốt. Như Lai ban cho áo ca sa đắp trên mình, rau tóc tự rụng. Tôi đi khắp 10 phương được không ngăn ngại, phát minh thần thông, được trong chúng suy tôn là vô thượng, thành quả A-la-hán. Không những riêng Đức Thế Tôn, mà thập phương Như Lai đều khen sức thần thông của tôi thanh tịnh tròn sáng, tự tại không e sợ. Phật hỏi về viên thông, tôi do xoay ý niệm trở về tính viên trạm, nên tâm trí mở bày như lắng nước đục, lâu thành trong sáng, đó là thứ nhất. Đoạn 20. Viên thông về hỏa đại. Ông Ô Xô Sắc Ma ở trước Đức Như Lai chắp tay đỉnh lễ nơi hai chân Phật mà bạch Phật rằng,
Tôi thường nhớ trước kia, trong kiếp xa xôi, tỉnh có nhiều tham dục. Lúc ấy, có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương, bảo người đa dâm như đống lửa hồng và dạy tôi quán khắp những hơi nóng lạnh nơi trong vóc tứ chi. Tôi nhờ quán như vậy mà được giác tính sáng suốt lặng đứng bên trong, hóa tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ ấy, các Đức Phật đều gọi tên tôi là Hỏa Đầu. Tôi dùng sức hỏa quan tam muội mà thành quả A-La-Hán. Trong tâm phát đại nguyện, khi các Đức Phật thành đạo thì làm lực sĩ, thân ở bên Phật, uống dẹp bọn tà ma quấy phá. Phật hỏi về biên thông, tôi dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa đại trí quỷ bẩu, lên bậc vô thượng giác, đó là thứ nhất. Đoạn 21, biên thông về địa đại. Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ kiếp xưa, khi Đức Phật Phổ Quang ra đời, tôi làm tỷ khưu, thường ở nơi các nẻo đường bến đò, đất đai hiểm trở eo hẹp, không đúng nguyên tắc, có thể làm tổn hại đến xe ngựa, thì tôi đều đắp bằng, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh đất cát. Siêng năng khó nhọc như vậy, trong suốt thời gian vô lượng Phật ra đời, hoặc có chúng sinh ở nơi chợ bố, còn người mang đồ vật, trước tiên tôi mang hộ đến nơi, đến chốn, để đồ vật xuống liền đi ngay, không lấy tiền thuê. Khi Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, tôi cõng giúp người, không kể gần xa, chỉ lấy một đồng tiền, hoặc có xe trâu xe xuống bùn lầy, tôi dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não. Ông vua trong nước thọ đó thế trai mời Phật. Lúc ấy tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng, đợi Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai xoa đỉnh đầu tôi mà bảo rằng: Nên bình cái tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình. Tôi liền khai ngộ, thấy vi trần nơi thân thể cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tự tính của vi trần không chạm sát nhau, cho đến các thứ đào bình cũng không đụng chạm gì. Tôi do nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn, thành quả A-La-Hán, xoay tâm về Đại Thừa. Nên hiện nay, ở trong hàng Bồ Tát, khi nghe các Đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như diệu liên hoa, thì tôi chứng tỏ đầu tiên làm vị thượng thủ. Phật hỏi về biên thông, do tôi quán kỹ hai thứ trần, nơi căn thân và khí giới đều bình đẳng không sai khác. Vốn là Như Lai tạng giả dối, phát ra trần tướng đã tiêu diệt, thì trí tuệ được viên mãn, thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. Đoạn 22, biên thông về thủy đại. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hàng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thủy Thiên, dạy hàng Bồ Tát tu tập phép quán thủy để vào Tam Ma Đề, nghĩa là quán ở trong thân, tính nước không gì ngăn ngại, quán từ nước mũi, nước bọt cho đến tất cả các thứ tân, dịch tinh, huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân đều đồng một tính nước, quán thải nước trong thân cùng nước các bể hương thủy của phù tràng vương sát ở ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tôi trong lúc ấy mới thành tựu phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa được không có thân. Lúc đang làm tỷ khưu tọa thiền trong phòng, tôi có người đệ tử dòm cửa sổ trong vào phòng, chỉ thấy nước trong đầy khắp trong phòng chứ không có gì. Nó nhỏ dại không biết, liền lấy một miếng ngói ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó hoành rồi bỏ đi. Về sau tôi xuất định, liền thấy đau tim như ông Xá Lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Tôi tự suy nghĩ, nay tôi đã được đạo A-La-Hán,
đã lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa, làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim? Không lẽ đã bị thoái thất rồi chăng? Khi bấy giờ, đệ tử của tôi đi đến, kể lại cho tôi những việc như trước, tôi mới bảo nó, sau này nếu lại thấy nước thì nên mở cửa vào lấy viên ngói trong nước ấy đi. Đệ tử vâng lời tôi bảo, về sau khi tôi nhập định, nó lại thấy nước với viên ngói rõ ràng, nó liền mở cửa, lấy viên ngói ra. Sau đó tôi xuất định, thì thân thể lại được như cũ. Tôi đã gặp được vô lượng Phật, đến đất Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, thì tôi mới được không còn thân riêng, và cùng với nước Bể Hương Thủy Thập Phương Thế Giới, đồng một tính chân không, không hai không khác. Hiện nay, ở nơi đất Như Lai, được danh hiệu là Đồng Chân, Dự Hội Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, tôi do quán tính nước một mực lưu thông, được phép vô sinh nhẫn. Đoạn 23. Viên thông về phong đại. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hàng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị tính bản giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát và dạy quán thế giới và thân chúng sinh này đều do sức lay động của vọng duyên chuyển biến ra. Tôi lúc bấy giờ quán cái không gian an lập, quán cái thời gian thiên lưu, quán cái thân thể khi động khi yên, quán cái thức tâm niệm niệm sinh diệt, tất cả đều lay động như nhau, bình đẳng không sai khác. Khi bấy giờ, tôi giác ngộ cái tính các thứ động ấy, đến không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đảo, số như vi trần trong mười phương, đều đồng một hư vọng. Như vậy, cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài mũi mạc đựng trong một đồ đựng, vò vò kêu ầm, ở trong gan tấc, ồn ào rối rít. Tôi gặp Phật chưa bao lâu thì được pháp vô sinh nhẫn. Khi bấy giờ tâm đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật bất động phương đông làm vị pháp vương tử. Tôi thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rộng thấu không ngần ngại. Phật hỏi về viên thông, tôi do quan sát sức lay động không đương vào đâu, ngộ được tam bồ đề, vào được tam ma địa, hợp với nhất diệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy, đó là thứ nhất. Đoạn 24. Viên thông về không đại. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi cùng Đức Như Lai chứng được thân vô biên nơi Đức Phật định quang. Lúc ấy tay tôi cầm bốn hạt châu báu lớn, soi tỏ cõi Phật thập phương số như vi trần, đều hóa thành hư không, lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính. Trong ấy phóng ra mười thứ hào quang vi diệu quý báu, soi khắp các phù tràng vương sát cùng tột hư không mười phương, đều vào trong viên kính ấy nhập với thân tôi, và thân tôi đồng như hư không, không có ngăn ngại lẫn nhau. Thân tôi lại khéo vào vi trần quốc độ, rộng làm việc Phật, được đại tùy thuận. Thần lực lớn đó là do tôi quán kỹ tứ đại, không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sinh diệt, hư không không có hai, và cõi Phật vốn là đồng, do phát minh được tính đồng mà chứng vô sinh nhẫn. Phật hỏi về viên thông, tôi quán hư không không bờ bến, vào tam ma đề, diệu lực viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất. Đoạn 25. Viên thông về thức đại. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ vì trần kiếp về trước, có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Quỳnh Đăng Minh. Tôi được xuất gia theo Đức Phật kia, nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các vọng tộc. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy tôi tu tập định duy tâm thức. Tôi được vào tam ma đề. Trải qua nhiều kiếp đến nay,
dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng sa Phật, tâm cầu hư danh thế gian diệt hết không còn. Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Tất cả cõi nước Như Lai, tột bờ bến hư không, cho đến những điều tịnh, uế, có, không, đều do tâm tôi biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, do tôi rõ được tính duy tâm thức như vậy, nên nơi thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai, và hiện nay tôi được thụ ký, liền sau đây bổ xứ thành Phật nơi cõi này. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép quán mười phương đều duy thức, thức tâm được tròn sáng, chứng nhập tính viên thành thật, xa rời tính y tha khởi và tính biển kế chấp, được pháp vô sinh nhẫn, đó là thứ nhất. Đoạn 26. Viên thông về kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hàng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời, tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy, 12 Đức Như Lai kế nhau thành Phật, trong một kiếp Đức Phật sâu hết, hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy cho tôi phép niệm Phật tam muội. Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng là không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác, không bao giờ cách xa nhau. Thập phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì tuy nhớ, nào có ích gì? Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng Phật, thì hiện nay hay về sau, nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, thì không cần phương tiện, tâm tự được khai ngộ. Những người ước hương thì thân thể có mùi thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Bản nhân của tôi là dùng tâm niệm Phật mà vào pháp vô sinh nhẫn. Này ở cõi này, tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, tôi thù nhiếp tất cả sáu căn, không có lựa chọn, tịnh niệm kế tiếp, được vào tam ma đề, đó là thứ nhất. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.